Xin chào các bạn. Như các bạn thấy ở đầu video, thời tiết Hạ Long những ngày này thật ủng hộ cho việc đi du lịch. Với cái thời tiết như vậy mà có một cái view đỉnh nữa thì thật là hết ý. Mövenpick Hạ Long Hotel and Resort trên đồi Lempic là một trong những khách sạn tương lai sở hữu cái view cực đỉnh này. Hôm nay hãy cùng với Quảng Ninh 24 giờ cập nhật tiến độ và thông tin của dự án này nhé. Cách đây hơn một năm, Quảng Ninh 24 giờ cũng đã có dịp cập nhật tiến độ của dự án này. Tại thời điểm đó thì dự án đang thi công phần móng và hầm để xe. Sau nhiều lần delay trước đây, từ lúc khởi công do nhiều yếu tố, thì cho đến nay thì dự án đã lên được khoảng 26-27 tầng, tức là còn khoảng 1-2 tầng nữa là có thể cất nóc. Theo quan sát của mình thì hiện tại dự án vẫn đang tích cực được thi công nhằm đảm bảo hoàn thiện trong cái thời gian sớm nhất. Dự án thì đã thi công đổ mái sàn tầng 27 với cái công nghệ đổ sàn phẳng mới, diện tích sàn phẳng hơn, ít trụ hơn so với phương pháp mà sàn cũ, sẽ tạo cái không gian thông thoáng ở các sàn hơn để tiện cho việc bố trí các phòng nghỉ dưỡng. Khách sạn nghỉ dưỡng Mövenpick Hạ Long Hotel and Resort trên đồi Olympic. Một mặt thì tiếp giáp với đường hậu cần, mặt còn lại thì view biển, có đường kết nối xuống đường trung tâm Hạ Long. Dự án có tổng diện tích đất là 12.600m², được xây dựng với tổng diện tích sàn là 45.000m², bao gồm một tòa khách sạn cao 28 tầng, trên 300 phòng nghỉ với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Theo cái thiết kế được phê duyệt thì dự án được xây dựng với kết cấu 2 tầng hầm, 27 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng mái. Thiết kế công năng tiện ích bao gồm lối vào chính từ phía mặt đường hậu cần, đài phun nước đón tiếp tại cổng, bãi đỗ xe, 2 tầng hầm đỗ xe, bể bơi ở mặt chính hướng thẳng ra Vịnh Hạ Long. Dự án ngay từ khi khởi công thì đã được ký kết quản lý vận hành với đơn vị quản lý quốc tế đến từ Thụy Sĩ, đó chính là Mövenpick. Chủ đầu tư cũng đã có những sự chủ động và nét mới khi ký hợp đồng vận hành quản lý từ khi khởi công công trình. Điều đó cũng là điều kiện tốt để chủ đầu tư có thể cùng hợp tác ý tưởng thiết kế hoàn thiện theo tiêu chuẩn của đơn vị vận hành. Ngay phía sau tòa Mövenpick là một tòa khách sạn mà cũng phải mất khá lâu thời gian mới hoàn thiện được. Dự án có tên là Hạ Long DC mà Quảng Ninh 24 giờ cũng đã có dịp cập nhật. Sau này khi hoàn thiện và đi vào khai thác thì khách sạn có tên là Yayak. Mình không giỏi phát âm tiếng Anh nên anh em nghe thì đừng có cười mình nhé. Từ Zayak có nghĩa là du thuyền, với ý nghĩa mà chủ tư muốn đặt cho tòa khách sạn là một du thuyền ở trên bờ. Tòa khách sạn này với hơn 300 phòng khách sạn đã được hoàn thiện. Từ vị trí này cũng khá là thuận tiện để vui chơi, tắm biển và ngắm cảnh. Như vậy thì khách hàng khi đi du lịch Hạ Long thì cũng sẽ có thêm những cái lựa chọn hợp lý với giá cả phải chăng. Đây là những hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Mövenpick Hạ Long. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc có thông tin mới về các cái dự án cơ sở hạ tầng muốn mình cập nhật thì vui lòng comment ở bên dưới nhé. Rất cảm ơn những sự quan tâm và đóng góp của mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người ở các cái video tiếp theo. Mình là Dự của Quảng Ninh 24 giờ.